29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Tại đây chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Bây giờ xin được chuyển sang nội dung chi tiết. Hoàng Bách làm nhạc cho bóng đá là giấc mơ của tôi. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Hoàng Bách vừa tung ra những thông tin đầu tiên mới nhất về sản phẩm âm nhạc mang tên Chiều Nay Ra Sân. Dự án âm nhạc lần này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ cho khán giả trong giai đoạn đầu năm, đặc biệt là với khí thế sôi sục của nền bóng đá nước nhà trước khi đội tuyển quốc gia Việt Nam bay sang Qatar để tham dự Asian Cup 2023. Hoàng Bách tâm sự về dự án, cứ theo đuổi đi, rồi giấc mơ một ngày nào đó sẽ đáp lời bạn, theo cách này hay cách khác. Tôi chưa từng dám mơ là một cầu thủ vì biết mình chẳng có tố chất nào liên quan đến công việc này, ngoài tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá. Không chỉ mê bóng đá, tôi còn mê cả đá bóng. Tôi mê đến mức kỷ niệm đầu tiên là lĩnh chọn cú sút vào mặt, nằm bật ngửa trên sân cạnh nhà thờ lớn Nam Định vào năm 3-4 tuổi khi ra xem anh trai đá bóng, vẫn là điều gì đó thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trong tôi. Nhưng mơ được làm nhạc cho bóng đá, được góp khả năng của mình vào phần văn hóa cho bóng đá thì có. Hoàng Bách thu hút dàn sao khủng góp giọng trong bản nhạc của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Hoàng Bách mô tả đây là một giấc mơ thành hiện thực khi bài hát Chiều Nay Ra Sân sẽ có sự góp giọng của những người anh em, những người đồng đội như ca sĩ Phạm Anh Khoa, Hoàng Tôn, Subin, Phạm Đình Thái Ngân hay Hồ Khánh Long, những người từng không ít lần kề vai sát cánh cùng với Hoàng Bách trên các sân bóng. Theo thông tin được giọng ca Việt Vệt Nắng Cuối Trời chia sẻ, bản nhạc sẽ được gửi lên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC như bản nhạc cổ động chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Asian Cup 2023 ở Qatar. Bài hát chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 8 tháng 1 năm 2024 trên kênh Hoàng Bách, Bách 20 Official, VFF Official và các kênh khác. Hy vọng bài hát gửi gắm niềm tin, niềm hạnh phúc từ những trái tim yêu bóng đá thuần khiết sẽ tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu mạnh mẽ hơn, vượt khó khăn để xứng đáng là đại diện cho một quốc gia đam mê bóng đá hàng đầu thế giới như Việt Nam chúng ta. AFC khuyến nghị các đội tuyển tại kỳ Asian Cup có bài hát riêng để cổ vũ, thể hiện màu cờ sắc áo cho quốc gia của mình. Thời gian qua, nhiều người bàn luận chuyện đâu là bài hát xứng đáng để VFF gửi lên AFC nhằm phát trước và trong các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển. Ở Việt Nam có nhiều bài hát theo dạng không phải dành riêng cho cổ vũ được bật trên khán đài, chủ yếu vì quen, số khác là chưa tìm được bài hát phù hợp. Chiều Nay Ra Sân là bài hát cổ động đầu tiên dành riêng cho bóng đá. Ca khúc được viết bởi những trải nghiệm bóng đá của Hoàng Bách trong hơn 30 năm như một cổ động viên và cầu thủ nghiệp dư đã có mặt trên hầu hết các khán đài của các sân vận động tại Việt Nam. Hoàng Bách không chỉ được nhớ tới là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam mà còn là người có đóng góp thiết thực cho bóng đá bằng tài năng của mình. Những Bước Chân Của Rồng là bản nhạc ra hiệu ra sân đầu tiên cho bóng đá Việt Nam, được Hoàng Bách và ekip sản xuất trong năm 2022. Vì vậy, nam ca sĩ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF tìm đến và Chiều Nay Ra Sân sẽ được phát trên các sân vận động tại Qatar trước các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.